Vâng, chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn loạt video về Node.js. Thì ta có cái video đầu tiên là ta cài đặt Node.js. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có một số các cái bước để thực hiện cái việc sử dụng Node.js. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta cần phải download cái Node.js về để chúng ta thực hiện. Vậy thì để download cái Node.js về thì chúng ta làm như thế nào? Thế thì chúng ta có thể là lên mạng ta search là download Node.js vào về, đúng không? Thì cách làm như thế này, chúng ta vào đây, chúng ta vào phần trình duyệt, đúng không? Đây, vào trình duyệt này. Nào. Rồi, chúng ta gõ chữ Node.js vào đây. Đấy, enter. Đấy. Sau đó ta kích vào cái phần cái trang đầu tiên của nó, ví dụ đây, đúng không? Bạn sẽ được hướng dẫn là phải download nó về, rồi bạn sẽ download về phiên bản mới nhất chẳng hạn như thế. Rồi, ok, sau khi download về chúng ta sẽ có một cái file cài đặt kiểu như thế này. À, đây thì mình không có, nhưng mà bạn là cứ download cái file vừa rồi về các bạn nhé. Đấy. Sau khi download về thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta tiến hành là cài đặt thôi, đúng không? Node.js này. Đây. Ta download cái này về. Và ta cài đặt một cái bình thường. Download cái này về rồi kích đúc vào cài đặt. Nó là một file .exe. Cho nên chúng ta rất dễ là cài đặt được. Vậy sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì đấy là bước 1. Chúng ta sẽ download về này. Bước 1 này. Download Node.js.exe về. Rồi. Bước 2 là cài đặt. Download và cài đặt nhé. Node.js này. Bước 2 là ta làm cái gì? Đấy. Thế thì sang bước 2 thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta phải download cái zip về. Đúng không nhỉ? Download cái zip về để kiểm tra. Như vậy ta sẽ download zip này. Zip này. Thế bây giờ chúng ta download zip thì ta làm như thế nào? Ta tương tự thì ta cũng vào đây ta download được, đúng không? Ta ghi này. Thứ nhất là download zip nhé. Đấy, chúng ta kích vào đây. Ta download về. Download cái này về và cài đặt một cách bình thường nha. Download cài đặt zip. Ok. Đấy. Thì sau khi download và cài đặt xong hai cái công cụ này rồi, đúng không? Thì ta làm như thế nào? Thì chúng ta phải kiểm tra xem là Node đã cài đặt chưa, đúng không? Thì bạn phải vào cái thư mục Node.js. Thì bây giờ ta vào thư mục Node.js nhé. Chúng ta tìm thư mục Node.js đã cài đặt. Ví dụ như đây, chúng ta vào phần Program File và tìm xem Node.js đây, thư mục cài đặt của nó đây, đúng không? Node.js. Như vậy như thế này chúng ta đã cài đặt Node.js rồi chứ nhỉ? Ok. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem là chúng ta đã thực hiện cài đặt cái zip và Node.js nó đã liên kết được với nhau chưa. Chúng ta thực hiện cái việc là ấn Ctrl Shift và bấm chuột phải các bạn nhé. Đây, ta vào đây. Bước 3 này. Kiểm tra cài đặt này. Ta làm như thế nào các bạn? Nhấn Ctrl Shift và chuột phải, đúng không? Đấy. Đấy, bây giờ ta làm như thế này. Từ thư mục Node.js này, ta nhấn Ctrl Shift này, đúng không? Chuột phải. Đấy. Đấy. Thì nó hiển thị là Open Command Window here. Ta kích vào đây. Đấy. Rồi, ok. Sau khi đã hiển thị được như thế này rồi, đúng nhá, thì chúng ta tiến hành có một cái lệnh thôi để kiểm tra sự cài đặt. Chúng ta có thể gõ lệnh là node các bạn nhé. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ gõ như thế này, ví dụ như là node. Enter. Đấy, thì nó sẽ cho bạn là v10.15.3.
có nghĩa là chúng ta đã cài đặt nút Yes thành công các bạn nhé. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể vào phần zip như thế này, vào phần zip ta là cũng được. Đấy, ví dụ như thế này, cái zip sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có zip zip, đúng không? Đây đây, chúng ta kích vào cái zip này. Khi cài đặt xong thì nó có hình ảnh cái zip ở đây. Hoặc là chúng ta có thể làm như thế này, nếu không người ta có thể bật cái bấm đây gọi zip nha, zip back here này. Ok, chúng ta có thể là ghi là node này trừ v cho kiểm tra version của nó nha. Nó cũng chỉ cho chúng ta là gì, là v10 15.3 như nhau. Như vậy rõ ràng là cái việc chúng ta có lệnh node trừ v này nhỉ, tức là trừ v tức là version, thì sẽ giúp chúng ta kiểm tra là cái Node.js đã cài đặt thành công chưa. Ok, đối với như thế này thì chúng ta hiển thị là hiển thị như này, tức là chúng ta đã cài đặt thành công các bạn nhé. Ok nào, thế còn vấn đề gì nữa? Như vậy sau khi đã cài đặt xong cái phần Node.js rồi và zip rồi, thì chúng ta thực hiện cái việc là cài đặt môi trường phát triển của nó. Đấy, tiếp theo bước 4, cài đặt môi trường phát triển, đúng không? Ở đây chúng ta có thể dùng rất nhiều thứ, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên dùng Visual Studio Code. Studio. Đó. Thế thì chúng ta cũng lại lên mạng ta gõ thêm một cái nữa là gõ Visual Studio Code ở đây, đúng không? Đấy. Kích vào đây, bạn download về cài đặt như thường nha. Thì chúng ta cũng thực hiện việc là nên download cài đặt về, đúng không? Download này và cài đặt. VS Code. Đấy. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có hình ảnh bạn download này về cài đặt. Chúng ta sẽ có hình ảnh là có Visual Studio Code ở đây. Đây, ví dụ này, bạn mở cái này ra thì sẽ có cái Visual Studio Code. Đây là một trình, một cái text editor cho phép chúng ta soạn thảo cái kịch bản Node.js các bạn nhé. Đấy. Và sau khi thực hiện xong cái việc này rồi thì chúng ta nhớ là chúng ta phải cài đặt cái Node.js extension vào đây. Chúng ta click vào đây để cài đặt. Ví dụ như chúng ta có thể cập nhật cái này không nhỉ? Ví dụ như cái phần này của mình như là nó lâu rồi, chúng ta có thể vào đây và cập nhật được không nhỉ? Này. Chúng ta có thể chọn là check for update, đúng không? Nếu như bạn cảm thấy cũ rồi, sau đó ta vào ta cài đặt một cái ví dụ bạn có thể gõ vào đây, bạn gõ một cái là Node.js chẳng hạn, bạn gõ lên Node.js để cài đặt extension nó thôi nhá. Đấy, nó sẽ có một loạt những cái vấn đề liên quan đến Node.js cho phép các bạn cài đặt. Thì bạn có thể cài đặt những cái ví dụ như Node.js extension này, rất nhiều thứ nữa. Thì đây là các cái Node.js của nhà phát triển, bạn có thể cài đặt cái này vào nhé. Node.js extension pack nhé. Đấy, cài đặt cái này vào. Rồi, ví dụ như thế. Đây, ví dụ như là bạn cài đặt cái Node.js extension pack vào. Đấy, chỉ cần thế thôi là đủ nhé, không cần cài nhiều đâu, chỉ cần là cái này, đúng nhỉ? Thì cái này nó giúp cho các bạn ấy là hỗ trợ cái việc chúng ta phát triển nhé. Phát triển cái cốt và đừng cài nhiều quá sau nó lại không, khi mà bạn viết cốt nó có thể là bị xung đột khi được cài một cái, ví dụ cần cài là Node.js extension pack là ok. Như vậy thì chỗ này bạn sẽ thực hiện việc là bước 5 này, cài plugin cho VS Code, ở đây là cụ thể là Node.js extension nhé. Rồi cài đặt xong thế là ok rồi. Như vậy là hệ thống lại các bước này, chúng ta nhất là chúng ta download và cài đặt cái Node.js về, thứ hai là ta download cài đặt zip về, thứ ba là ta download cái môi trường phát triển Visual Studio Code về, và cuối cùng là ta sẽ cài đặt cái extension vào, thế là ok nhé.
Rồi, ok, như vậy là chúng ta kết thúc cái việc cài đặt, chuẩn bị môi trường cho Node.js nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.